Chào các Kiển, đam mến chào quý anh chị các bạn. Cũng khá lâu rồi mình không có quay lại một số dòng cá bảy màu. Anh chị các bạn đặc biệt yêu thích những dòng koi thì bên trại quay lên đầy đủ tất cả các loại. Còn dòng hiện tại là dòng koi red ear full hai tay bơi. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng koi red ear thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để đặt. Riêng dòng này thì giá 200 ngàn một cặp. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Full hai tay bơi rất là đẹp. Bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu mà nhà mình có cái hậu kiến thì anh chị các bạn nên thả một số dòng koi này. Nếu mà mình thích một số dòng koi red, mình hợp phong thủy màu đỏ mà mình có một cái hồ Nam Bộ thì nên thả dòng koi red ri bông này hoặc là dòng koi gen ear, dòng koi red ear. Gen ear thì nó không full tai các bạn, giá chỉ 50 ngàn một cặp. Còn dòng koi red ear thì mình vừa quay xong, giá 200 ngàn một cặp. Anh chị các bạn thích những con tai bơi bướm. Bầy này thì nó trong bầy full tai bơi, nhưng mà nó không có full, cho nên bên trại sẽ bán giá khuyến mãi. Những con tai bơi bướm này giá chỉ có 100 ngàn một cặp. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng bảy màu, cá chép, cá binh bông, cá rồng, cá lãng, vui lòng đặt hàng qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ báo lại để anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá. Nghiêng về nền đỏ thì có dòng koi red ear hoặc là dòng full red hoặc là dòng view koi. Tiếp theo sẽ là dòng cao cấp nhất của dòng koi red ear, đó là trống mái full tai bơi và tai bơi bướm. Đặc biệt là nó có ri bông nữa các bạn. Riêng dòng cao cấp này anh chị các bạn vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ báo giá qua và cập nhật những đơn hàng để anh chị các bạn có thể đặt hàng. Thường thì một số dòng koi á các bạn, anh chị các bạn để ý con trống nó rất là nhỏ. Nó nhỏ bằng cái đuôi của con mái koi đen hoặc là koi đỏ nó đều như nhau. Con trống rất là bé. Nhưng mà bù lại thì con mái nó cực kỳ xuất sắc đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm màu vàng. Hôm nay rất là nhiều cá đẹp để anh chị các bạn thỏa thích lựa chọn. Tiếp theo sẽ là dòng full gold nghiêng về nền vàng. Anh chị các bạn yêu thích nền vàng thì có thể chọn dòng này. Bầy này là trong bầy full tai bơi các bạn, nhưng mà nó không có full tai, cho nên bên trại bán giá khuyến mại chỉ có 100 ngàn một cặp. Dòng full gold ribbon. Bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Cái hẻm bên trại thì xe hơi vô bình thường các bạn. Anh chị các bạn lên Google là search ra trại cá Kiển rồi anh chị các bạn tới. Còn nếu mà mình thích những dòng cao cấp hơn thì anh chị các bạn có thể chọn dòng này. Riêng dòng này thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại, bên trại sẽ gửi bảng giá trực tiếp qua để cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo đặt hàng. Bạn gói chứ nhìn một cặp, nhìn nhiều thì rối chứ anh chị các bạn nhìn một cặp nè. Rất là đẹp luôn, của dòng full roll tai bơi bướm, dòng cao cấp của dòng cá bảy màu. Nhìn bắt mắt lắm các bạn. Những dòng này thì mình nuôi top view nhìn rất là đẹp. Nếu mà mình thả hậu kiến thì nó có thêm cái râu bụng nữa. Nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm một số dòng đơn sắc. Đầu tiên sẽ là dòng full red. Anh chị các bạn yêu thích màu đỏ thì có dòng full red Battle Size, dòng full red Ribbon. Riêng dòng này thì mình dễ nhìn lắm các bạn. Mình nhìn vô có hậu kiến cái mình thấy dưới bụng nó có cọng râu là mình biết nó là dòng full red Ribbon rồi. Đối với dòng Ribbon thì giá 100 ngàn một cặp. Tiếp theo sẽ là dòng Bingo Yellow. Cô chú anh chị các bạn đặc biệt yêu thích nghiêng về nền vàng thì mình có thể chọn những con này. Đối dòng Bingo thì nó có cái ánh kim, nhìn ở trên người nó có màu óng ánh đó các bạn. Đối dòng Bingo thì giá chỉ có 50 ngàn một cặp. Anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để đặt. Tiếp theo sẽ là rồng đỏ Indo Ribbon. Cô chú anh chị các bạn thấy cái vây lưng với lại cái râu bụng nè các bạn, rất là đẹp luôn. Nếu mà mình thích những dòng cá dễ nuôi thì anh chị các bạn có thể chọn dòng rồng. Rồng thì có rồng tím Ribbon, rồng xanh Indo Ribbon hoặc là rồng đỏ Indo Ribbon như thế này. Tất cả đều phin dài tới đích, đều là cá giống hết các bạn. Về là có thể cho sinh sản. Để mình quay sang tí để anh chị các bạn dễ nhìn. Con nào cũng vây lưng rất là đẹp. Thường thì size giống thì nó sẽ lên đẹp như thế này nè các bạn. Rồng đỏ Indo Ribbon giá chỉ có 100 ngàn một cặp. Tiếp theo sẽ là dòng cá đặc biệt trong tuần này. Cũng khá lâu rồi mình mới quay lại dòng cá bảy màu rừng này các bạn. Nếu mà mình có một cái hồ thủy sinh nho nhỏ thì anh chị các bạn nên chọn dòng này. Thả nhìn nó hoang dã lắm. Mình tạo những cái cây lũa rồi cái để phân nền màu đen. Anh chị các bạn để thêm màu xanh vô nữa, thả một số dòng cá bảy màu rừng này. Nhìn rất là hoang dã luôn các bạn. Đối cá bảy màu rừng dòng Red Ender thì giá 50 ngàn một cặp. Mình áp dụng giá khuyến mãi đó các bạn.
dòng Red Ender, dòng bảy màu rừng. Tiếp theo sẽ là anh chị các bạn học phong thủy màu xanh thì mình có thể chọn dòng này, dòng Lugard Ribbon Finse tai bươi bướm. Ngoài ra nếu trong video mà anh chị các bạn chưa thấy những dòng cá anh chị bạn đang thiếu thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ báo lại giá để anh chị các bạn có thể cập nhật một số dòng cá anh chị các bạn đang cần. Và tiếp theo sẽ là dòng vé lô lay. Đối với dòng vé lô lay Ribbon thì cũng đồng giá 100 ngàn một cặp. Anh chị các bạn hợp phong thủy màu xanh lá mạ thì có thể chọn dòng này. Nó màu nghiêng về nền vàng nhưng mà nhìn nó giống như màu xanh lá mạ các bạn. Màu xanh non. Hiện tại thì bên trại có nhận ship code tất cả tỉnh thành. Anh chị các bạn đặt hàng thì cứ nhắn qua Zalo. Còn nếu muốn nhanh thì anh chị các bạn chuyển khoản. Bên trại sẽ hỗ trợ đóng thùng, vận chuyển ra nhà xe. Bên trại không có tính thêm. Sau đó thì anh chị các bạn nhận cá thanh toán tiền cho nhà xe. Thường thì những dòng cá bên trại nuôi không có dùng sủi, dùng lọc. Anh chị các bạn về rất là dễ nuôi. Dòng Full Red thì giá 50 ngàn một cặp. Anh chị các bạn thích màu đỏ thì có thể chọn những con này. Con nào cũng ú nu, về là cho đẻ luôn các bạn. Dòng Full Red giá 50 ngàn một cặp. Trại Cá Kiển Diamond mến chào quý anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn đang xem một số dòng cá bảy màu. Hiện tại thì bên trại có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Khi mà mua số lượng nhiều sẽ có chương trình khuyến mãi riêng cho từng khách hàng. Tiếp theo sẽ là dòng Lutubat Ribbon. Anh chị các bạn thích những con có râu bụng thì có thể chọn dòng này. Đặc biệt riêng về dòng này thì anh chị bạn thả phông nền màu đen thì nó sẽ đẹp hơn. Thường thì phông nền màu đen thì sẽ thấy là được cái ánh màu xanh các bạn. Đối với dòng Lutubat thì giá 50 ngàn một cặp. Còn Lutubat mà có cái râu bụng như thế này thì giá 100 ngàn một cặp. Anh chị các bạn chỉ cần nhắn cái tên qua. Nếu mà tiếp theo sẽ là dòng Yellow King, King Cobra các bạn. Dòng Yellow King Cobra. Anh chị các bạn thích dòng mắt đỏ hoặc là mắt đen. Ở trong đây thì nó đẻ ra tới hai loại lận. Thường thì bên trại làm ra một số dòng Ribbon. Nếu mà không Ribbon thì mình bán dòng Gen như thế này. Ngoài ra thì có Shibalo trong đây nữa các bạn. Shibalo. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Yellow King Cobra Gen của Ribbon Shibalo thì có thể chọn dòng này. Giá chỉ có 50 ngàn một cặp. Nó có hai loại, dòng mắt đỏ và dòng mắt đen. Anh chị các bạn thích loại nào thì chọn loại đó. Thường thì nó có da rắn nữa các bạn. Những con mắt đen thì nó lên da rắn. Cô chú anh chị bạn đặt hàng vui lòng nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Thì bên trại sẽ có nhân viên tư vấn và báo giá trực tiếp và tính đơn hàng trên đó luôn. Tiếp theo sẽ là rồng tím Ribbon. Anh chị các bạn đặc biệt yêu thích nghiêng về nền tím có râu bụng thì có thể chọn dòng này. Dòng này thì mình nuôi trong hộ kính hoặc là mình nuôi top view đều đẹp ngang như nhau. Đối dòng rồng tím Ribbon thì giá 150 ngàn một cặp. Anh chị các bạn thích những con riêng về nền tím thì có thể chọn này. Nó đẻ ra hai loại, có một số con Ribbon và một số con Gen. Thường thì Ribbon là vậy đó các bạn. Có một số con Gen và một số con Ribbon. Còn cái này là cá trống của nó đó các bạn, rất là đẹp luôn. Thường thì rồng tím thì nó nghiêng về bản màu rất là sáng. Anh chị các bạn có thích màu sáng thì có thể chọn những con này. Rồng tím Ribbon giá 150 ngàn một cặp. Những con này thì nó có luôn cái tai bơi nữa các bạn. Nhìn tai bơi bướm. Tiếp theo sẽ là dòng view coi super short. Hoặc là anh chị các bạn thích một số dòng view coi hoặc là coi đen. Thường thì dòng view coi là dòng coi red. Và dòng coi đen nó lai với nhau các bạn. Nó cũng tương tự vậy đó. Thường thường thì một số con coi đen á, nó đẻ ra nó cũng ra một số con view coi thế này. Anh chị bạn thích tai bướm thì có thể bắt tai bướm. Đối dòng view coi thì giá 100 ngàn một cặp. Còn cái hồ này là dòng sọt nè các bạn. Anh chị bạn thích coi đỏ mắt đen mà sọt thì có thể chọn dòng này. Thường thì những dòng Ribbon này giá 100 ngàn một cặp đó các bạn. Thích những con ú ú tròn tròn dễ thương thì có thể chọn những con này. Tiếp theo sẽ là dòng cá rất là đặc biệt trong tuần này. Anh chị các bạn qua bên đây lúc nào cũng thích dòng này hết. Vừa có râu bụng, vừa phin dài, vừa tai bướm. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Dumbo Red Tie Half Moon Ribbon phin dài thì có thể chọn những con này. Đối với dòng Dumbo Red Tie Half Moon Ribbon thì giá cũng khuyến mãi 100 ngàn một cặp. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng vui lòng nhắn tin qua Zalo hoặc là nhắn tin qua số điện thoại.
Tất cả những con này là cá giống đó các bạn, cá là về cho sinh sản luôn. Thường thì những con mà đen đít như thế này anh chị bạn bắt bỏ riêng ra để một mình đó thôi các bạn. Fin dài rất là đẹp luôn các bạn. Nếu anh chị các bạn có thời gian thì set up một hồ như thế này, thả dòng quýt kiếm, sọc ngựa cánh tiên, cá bể màu hoặc là cá beta vào một hồ thì nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Ngoài ra thì anh chị các bạn đặt hàng thì nhìn ở dưới phần mô tả và bình luận thì mình có để cái giá và kèm theo cái tên cá ở dưới. Anh chị các bạn thích màu nào thì chọn màu đó. Ở trong đây thì mình set up có màu vàng của sọc ngựa cánh tiên vàng. Sọc ngựa cánh tiên nó có 3 màu, màu tím, màu vàng và màu xanh. Ngoài ra còn có cá cá hồng kim đó, hồng kim màu đen nè. Mình thấy nó màu đen mình thích quá mình thả vô luôn. Rồi cá quýt kiếm thì có quýt sông kiếm, quýt kiếm cao ly và quýt kiếm sọt. Anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là nhắn tin qua số điện thoại. Ở bên trại sẽ báo là giá để cô chú anh chị các bạn có thể đặt hàng. Nhìn nó chạy nhìn một hồi là rối mắt luôn. Những con sọc ngựa cánh tiên rất là đẹp. Những lúc mà mình đi làm về các bạn, anh chị các bạn lúc mà cho nó ăn là lúc mà mình thư giãn và mình cảm thấy vui nhất. Đối với một số dòng cá cảnh tuy nó không biết nói nhưng mà nó thể hiện rất là nhiều tình cảm trong đây. Anh chị các bạn nếu mà mình chơi phong thủy về màu sắc thì có thể thả theo phong nền hợp với bản thân của mình, hoặc là mình có thể thả đủ màu như thế này. Tiếp theo sẽ là nhìn con cá là biết cái tên luôn các bạn, dòng Tiger Hatmull. Cô chú anh chị các bạn thích những con hoa văn nhiều màu trên người thì có thể chọn dòng này. Từ thân cho nó tới đuôi luôn. Thường thì một số con trống thì nó lên những cái hoa văn trên người, còn con mái thì nó không có hoa văn trên người, nó phân biệt như vậy đó các bạn. Đối với dòng quýt kiếm thì giá 80.000 một cặp. Anh chị các bạn họ phong thủy màu đỏ đậm thì có thể chọn những con này. Những dòng quýt kiếm mắt đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Mắt đỏ với mắt đen thì nó phân biệt nhau chỉ là cái màu sắc thôi, chứ không phải là mắt đỏ là nó khó nuôi các bạn. Nó không giống như dòng bảy màu, quýt kiếm rất là dễ nuôi. Còn riêng về dòng két banda thì giá 60.000 một cặp. Những con này là về là có thể cho nó đẻ luôn các bạn. Két banda thì nó rất là dễ nuôi luôn. Anh chị các bạn mà nuôi nó cái mình ép với con la hán cũng được nữa các bạn. Ở bên trại thì đang có chương trình khuyến mãi cá la hán. Đồng giá chỉ có 500.000 một con. Anh chị các bạn có thể vào trong kênh để mình xem cập nhật thêm một số dòng cá la hán. Tiếp theo sẽ là phượng hoàng lam, nghiêng về nền xanh. Cái này là mình thả đủ loại luôn các bạn. Cá phượng hoàng lam, cá quýt kiếm, cá beta, đầy đủ tất cả các màu. Nó chơi với nhau bình thường, nó không có cắn lộn đâu các bạn. Phượng hoàng lam sai giống thì giá 60.000 một cặp. Còn quýt kiếm thì giá 80.000 một cặp. Cá beta thì 10.000 một con. Cá beta thủy sinh. Bắt một lần 30 con là đầy đủ tất cả các màu, giá chỉ có 10.000 một con. Tiếp theo sẽ là dòng sọc ngựa cánh tiên, giá 50.000 một cặp. Nó có 2-3 phong màu. Phong màu tím thì mình có quay ở trên trên hộp kính đó các bạn. Còn cái này là mình quay trên tay, anh chị bạn nhìn thấy cái tay bơi nè, rất là đẹp. Giá 50.000 một cặp. Khi mà mình nuôi một số dòng cánh tiên này nhìn top view đẹp lắm các bạn. Nhưng mà sức khỏe như con này rất là tốt. Anh chị các bạn cứ yên tâm nuôi một số dòng này, mưa gió nắng gì cũng không sợ hết. Sọc ngựa cánh tiên thì giá 50.000 một cặp, có màu tím, màu xanh và màu vàng. Tiếp theo sẽ là dòng rất là đặc biệt trong tuần này, đó là dòng Dumbo mua sắc Hatmull. Anh chị các bạn thích những con bản đuôi to tròn thì có thể chọn những con này. Con nào cũng vây lưng đuôi to hết các bạn. Vừa bản đuôi to vừa vây lưng to. Anh chị các bạn mà mình nuôi trong hồ kính á, nhìn nó sẽ đẹp hơn là mình nuôi top view. Đối với dòng Dumbo Retta Hatmull thì giá 80.000 một cặp. Rất là đẹp luôn các bạn, của dòng Dumbo Retta Hatmull. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu cá tính thì có thể chọn dòng này, dòng lưu tặc răng. Đối với dòng lưu tặc răng sai giống thì giá chỉ có 50.000 một cặp. Anh chị các bạn mua khoảng 10 cặp thôi là về mình thả vô cái hồ nhìn đẹp lắm các bạn. Những con này thì nuôi ngoài trời nhìn rất là đẹp, của màu xanh. Màu xanh đen phối nhau nhìn rất là cá tính.
Anh chị bạn thích màu nào thì có thể nhắn qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại thì có nhận ship code tất cả tỉnh thành, hoặc là nếu mà anh chị muốn muốn nhanh cho cá nó sung nó khỏe hơn thì vui lòng chuyển khoản trước, sau đó bên trại sẽ sắp xếp đơn hàng rồi giao hàng sớm để anh chị các bạn có thể về chưng một số dòng cá này. Tiếp theo sẽ là cá thủy sinh. Cá thủy sinh thì giá 10.000 một con, anh chị các bạn có thể qua bắt. Số lượng rất là nhiều các bạn. Những dòng này là của những con Lutubat, nó lên màu các bạn, nó lên màu cam như thế này. Thì mình đưa nó ra làm cá thủy sinh. Riêng cái dòng này cá thủy sinh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Màu cam. Hôm nay mình lên full hồ hết đầy đủ tất cả các dòng. Anh chị các bạn ở gần thì có thể ghé qua đi lựa. Còn ở tỉnh thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là trực tiếp qua số điện thoại đặt hàng. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Mến chúc quý anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.